Vào trận 2 luôn rồi. Trận đầu tiên thì coi như là free win cho đội bạn rồi. Vào dò vòng là xong. Hôm qua hòa anh em ạ, hôm qua hòa 2 đều với C. Chứng tỏ xẻ hào là người rất rất khỏe đấy. Hôm trước thì bị quýt thua, hôm qua thì bị thầu hòa rồi. AC trong tay kiếm thủ EB. Còn cùng rồi rồi. Thế nào? AC Mark cho mình rồi. Cuối bên kia cũng là AC Mark anh em ạ. Ở B là người cầm AC. Tuti là người cầm Mark C. Bên kia thì về lớp là người cầm con Mark C. Đó, cái bàn phím mình kiểu gì nhỉ? Mark C và AC trong tay kiếm thủ hoàng mày nhỉ? Còn cần chặt rồi, đi hết nhau. Ở đây là AC trong tay kiếm thủ EB. Đấy, mở mắt ra, ông ta đã có vòi này. Một bầy heal. Bên kia thì đội bạn cũng có một con AC và một con Max C. Con này Max C cũng khó chịu phết đấy nhờ. Bi cung Tuti chém. Người cầm tạo cũng chuẩn. Bên kia thì đội bạn là ai cùng ai chém cũng được rồi. Hòa Mỹ ở bên lớp ai cùng ai chém cũng được. Ở thế sắp xếp trận này thì tất nhiên là Hòa Mỹ sẽ người đánh cung, còn bên lớp sẽ người đánh chém rồi. À, đó còn vòng thứ hai về. Ngoài đấu em thấy thì đi dò vòng toàn hiệu thôi dành cho thủ vi thôi. Thì em để tháng 8 á. Em xem nào. Em để tháng 8. Bình luận viên không đi chơi lễ à? Ôi rồi. Em đi lúc nãy cũng gọi là đi ra đường nhưng mà đi mua bao gạo hết. Ở nhà kiếm tiền mua gạo anh em ạ, chứ còn đi lễ thì thôi. Em xem cái tiêu đề em fix lại nào. Lắc cái gì? Sẽ có số 8 đây nhỉ. Chỉnh sửa này.
Thì ra đã là tháng 9 rồi em ạ. Nó quay trở lại với bài AC này thôi, 26 dân dành cho game thủ BB. Nhà nó không được bắc binh lắm em thấy đấy. Đồ ăn thì đẹp rồi. Chuẩn dành Trần Đức Giang ạ. Có khi tính là lượt đi lượt về cũng nên đấy. Thôi, ô bãi quả kìa. Ô bài mắc của mắc này cho thủ bi vào bãi quả. Bi vừa thấy được hút luôn bãi quả này có lực không? Chặt gỗ dành cho thủ bi. Chào anh Cường Nguyễn nhá. Hello anh. Chào 500 anh em mỗi người một like, một chia sẻ ủng hộ cho game thủ BB em nhá. Kịch lại chặt gỗ dành cho game thủ BB. Anh toàn hiếu voi, thực nó không được móc binh lắm. Bây giờ BB sẽ ăn bãi quả nữa là ok thôi. Chúng ta không có máy tu ti em nhá. Ta đã bị sao tham biết tình hình như nào. Rồi một bãi vàng của game thủ về lớp. Về lớp đang chết là rất nhiều dân ở vị trí bãi vàng. Chúng ta cũng đang bị con tê của Hoàng Anh Nhi công vào. 28. Con tê đang rất hiệu quả trong tay game thủ BB rồi, bạn có chém rồi. Với cái bãi quả này em thấy thì BB đang không mất quá nhiều gỗ để ra ruộng. Hoàng Anh Nhi đang dùng con tê này để có thể đi thám thính cái thế hạ của AC. À, lớp mình đời sớm nhỉ, tu tí ép thì hơi xịt trong đời 3. Đời 2 sớm đời 3 thì hơi xịt. Em đội Hà Nội anh Tuấn ơi. Kèo này là kèo em nhớ như là đánh rồi, như mới đánh thôi. Chào anh Văn Thảo nhá. Chiều nay không biết ông nào hủy kèo ấy, nên là Bi lại đi cày ranh. Chứ còn chiều nay đánh ra là kèo Bi thứ đối đầu với Hồng Anh Kamachi cơ. Bốn nào đang đều dành cho anh tuổi Bi. Mặt này hơi rộng nên nó bị Hoàng Anh Nhi là người chơi vào. Mười dành cho game thủ BB. Hoàng Mai Nhi cũng là bài đấu mà anh ta chưa mất gì. Lượng quân thì cũng chỉ là ngang nhau thôi, cùng đời đều là cùng đời AC. Trận đấu mà em thấy thì có Maxe đều lựa chọn là 2L cả, hai bài Maxe, không bài Maxe nào có Y. Đấu bắt tay. Hình như đang đưa về thế solo đấy, chưa có tạt té thì cả là huấn thủ ti có tạt sang nhau như một tên hay không, hay là vẫn sẽ chơi bên lớp thôi. Hòa Minh kéo quân về có vẻ như thủ ti là người sạc. Nam út dành cho game thủ BB. Ở đang về bắt dần của Hòa Minh này, chết bãi gỗ. Ô vẫn hở này. Ai à, mất nguyên một không sợ là chạy nhẹ tôi dân thôi. Bơm đồ cho Tuti. Mặt giữa hai nhà bị vẫn đang hở nhá, chắc lại luôn đi. Có bế là một cái e không thì các bạn lọt vào đấy. Thì thủ ăn được một bãi gỗ của game thủ mà nhi rồi. Hàm này 54. Với lớp đang có rất đông đội chém trong nhà bị ruộng kia. Hoàng Minh là người đang dồn mật một tấn cung.
Mải mê ở nhà khi bị block quấy và bị đang mất gần 10 cung rồi ở vị trí nhà BA của Tua mà anh ấy không để ý. Quá mất tay vì họ nhìn là người dồn lên. Tuti thì có vẻ như đã yếu rồi, không thấy sự diện của Tuti đây nữa. Mặt ruộng rất bất lực dành cho BB, liên tục bị quấy ruộng như này. Hòa Minh liệu có dồn quân lên nữa hay không? Bốn mươi sáu dành cho thủ BB rồi, tham này đang là không to. Rất đông cùng R tới từ game thủ Amani, lúc nãy anh bị lọt và ăn một vài dân, mất một vài dân gỗ thôi. Thế đang là thế thua. Đây, chúng ta vẫn liên tục bị lọt ruộng như này. 38. Không biết Tuti có quản được lại với lớp hay không chưa. Lớp với lớp có còn nở được quân hay không, tôi vẫn chưa thấy bị soi tham. Không rõ tình hình bây giờ là như nào. Hoàng Nhi là dí quân nhưng tôi cảm giác lượng quân Hoàng Nhi dí nó không đông đúng nhở. Không hề đông đâu. Rồi lùi lại một chút lên dốc và bỏ luôn bãi gỗ dành cho thủ vì khi gỗ chúng ta vẫn đang nhiều. Lùi vào lùi bãi gỗ trên nhà BA ấy cho nó dễ kê. Cùng đời mình đỏ máu là khá nhiều kìa, Hoàng Nhi là muốn đấu luôn. Rồi, một tờ đấu Hoàng Nhi nó chết nhiều cung này. Quá trọng lực mình thì đang hơi yếu. Hờ kìa. Chỗ này vẫn chưa bo bế lại được dành cho túi bị lớp tiếp tục sổ vào. Đó, đang đấu luôn. Ngựa chém cũng không phải là ngựa chém đầy máu. Vé. Rồi, đây. Hơi khó vẩy một chút, gỗ chúng ta không nhiều, bò lại luôn đi. Một con dân ra bò lại luôn thì không có tay lắm. Rồi bò bấy lại luôn nào, cơ cấu lại một vài cái ruộng, tham lai một chút. Tham lai đội bạn đang đè hoặc mình nhìn đang to nhất bản đồ. Hàm bị chỉ là 34 thôi. Khế thế nhỉ. Lớp vẫn đang liên tục quấy sang bên này. Lực quân của Hami mặt này đang là chưa đâu. Đi vẫn tạm thời thủ được. Em thấy kìa, không có lực để ra quân dành cho anh thủ Uy. Thôi cố gắng bắt một vài con quân lẻ của game thủ Hoàng Nhi nào. Một trận đấu mà anh thấy với lớp có những thuật móc cũng rất khó chịu khiến cho game thủ BB bị mất tay. Tham đè xuống tí này. Tham đè xuống một chút.
32 dành cho đối thủ BB vì được muốn dí lên nhà của Hoàng Mạnh Nhi luôn. Tuti đang quấy được dân của Hoàng Mạnh Nhi. Đấy lý do vì sao em thấy tham lai của Hoàng Mạnh Nhi đang bị top lại một chút. Đây, lớp lại vào hai con Maxe, trận này nó khó chịu thật. Rồi về e kia ơi. Rồi rút dần. Hở kia. Rồi vẫn là về e tốt dành cho đối thủ BB. Cố gắng giữ dần nào. Ba mươi bốn dành cho đối thủ BB. Lại phải cơ cấu lại ruộng rồi, nát hết ruộng rồi. Dần. Giá thê nhờ cùng rời thì làm phát năm con dần rồi. Tám dành cho đối thủ BB thì nó rất cố gắng để có thể gom được quân. Bốn vẫn còn chém kìa, dần đỏ máu hết đấy. Được là siêu yếu, quan trọng giờ thủ tí có làm được gì hay không đây. Mình không có máy thủ tí, mình không rõ có tiếp tục quấy được Hoàng Mạnh Nhi không. Hoàng Mạnh Nhi phải có bị quấy yếu thì mới chơi được. Không có máy mà chuyển anh Hà ơi. Một tháng đánh online rồi, mặc định là thủ tí không có view anh em nhé. Không có view máy duty. Máy duty không đẩy luồng cho anh em được. Anh cho nó xem, chấp nhận xem một máy thôi. Khó bao quát cái thế trận nhưng mà phải đợi game thủ soi tham thì mình biết được. Mình không máy duty, mình không rõ duty làm cái gì. Lúc nãy soi tham mình thấy duty cũng chém được Hoàng Mạnh Nhi dóp lại đấy, không biết bây giờ như nào. Hộp lại quần 32. Mà mình cũng đang không nhiều quân ở mặt trận nhà BA. Thì đang cố gắng điều. Trận đấu thứ hai rất dài dẳng, 36 phút trong game rồi. Đây Thủy Tì đây này. Thủy Tì có quân ra chỉ viện cho cái túi bi đó. Bạn đang sang mình à? Không nhiều quân đúng chứ. Khả năng lượng quân của Hoàng Nhi bây giờ không nhiều đâu. Ba mươi bốn dành cho cái thủ BB. Có lẽ lực của Nhi chắc chắn sẽ khỏe hơn BB rồi. Lực khỏe hơn, nhiều dần hơn thì không bị móc nhiều bằng đối thủ BB như này. Sòn từng cung R1. Chuẩn đấy anh Đức Việt ơi, khu Bạch Mai đấy. Lớp gõ 19 à? Rồi 19 dành cho đối thủ với lớp. À chắc là đang cái thủ tì rồi, đang cái thủ tì đấy. Hai ông này chuyên gánh nhau. Cái lần toàn đi quay không đủ hiểm. Đúng rồi, con quay quay xám đấy. Xe ông ti là con quay alpha xám. Nhưng nó không nhầm là vậy. Khỏe quá. Thôi, tỷ số là 0-2. Một trận đấu em thấy lớp là người lên đời sớm và cái sự hiệu quả của bên lớp là cao hơn. Nhà bi thì toạc, bị quấy liên tục. Thôi, 0-2 trong